Đời sống thú vị xin chào các bạn. Chúng ta bị bất ngờ bị đau bụng thì điều mà mọi người hay làm trước tiên là nghĩ ngay rằng là mình ăn phải cái gì. Chứ hiếm ai mà khi đau bụng đi than rằng là người nọ người kia làm tôi đau bụng cả. Mà thường thường ấy là người lớn chúng ta là nghĩ ngay rằng mình ăn phải cái gì lúc trưa hoặc lúc chiều hoặc lúc nào đó. Đấy, ta suy xét như vậy. Ta suy xét là nguyên nhân ta đã ăn phải cái gì. Từ cái ví dụ đó thì tôi muốn nói rằng trong cuộc sống chúng ta gặp vấn đề nào đó thì nó lại ngược lại với cái ví dụ lúc nãy. Chúng ta than vãn hoặc là đổ lỗi cho ai đó đã gây ra cái vấn đề của chúng ta. Mà chúng ta không làm giống như cái ví dụ lúc nãy tôi nói là tự nhiên chúng ta đau bụng. Chúng ta đã nghĩ ngay là tại chúng ta ăn phải cái gì đó. Nhưng vấn đề của chúng ta trong cuộc sống ấy, thì chúng ta không làm như vậy. Ta lại nghĩ rằng là ai đã gây ra cái vấn đề của chúng ta. Thế nên là trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp rất nhiều những khổ ở chỗ đó. Vì khi mà chúng ta đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho ai đó thì chúng ta sẽ không có cách nào để giải quyết cái hoàn cảnh đó. Bởi vì chúng ta nhầm rồi. Nguyên nhân gây ra không phải là tất cả mọi thứ xung quanh mà do chính chúng ta. Thế khi chúng ta đổ lỗi cho ai đó hoặc là đổ lỗi cho tất cả các cái xung quanh thì chúng ta không biết cách giải quyết vấn đề đó nữa. Dẫn đến là chúng ta cứ liên tục gặp những vấn đề, gặp những khó khăn, gặp những trắc trở. Bởi vì chúng ta liên tục gây ra những cái nhân ấy, cái nguyên nhân khác thì tệ. Qua cái ví dụ đó thì chúng ta sẽ áp dụng cái luật nhân quả hay là nguyên nhân và kết quả đấy. Như thế nào? Quay lại cái ví dụ mà một người tự nhiên đau bụng thì nghĩ ngay rằng là nguyên nhân chúng ta ăn phải cái gì đó. Thì người đó sẽ tìm cách khắc phục cái vấn đề đó. Chẳng hạn như là mua thuốc trị này. Rồi nghĩ rằng lần sau chúng ta sẽ không ăn cái thứ đó nữa. Cái người đó không than vãn, không trách móc ai cả. Thì quay lại vấn đề. Chẳng hạn như ta gặp một vấn đề nào đó. Đấy. Ta có thể không nghĩ được rằng là nguyên nhân nó như thế nào, bởi vì có khi nó quá sâu xa. Nhưng nếu ta nghĩ được nguyên nhân, ta sẽ không làm điều đó sau này nữa. Thì việc tiếp theo là cái kết quả nó đã xảy ra rồi thì bạn cứ mặc kệ cái kết quả đó. Bởi vì ta mà phản ứng với cái kết quả đó, ta sẽ tiếp tục lại gieo cái nhân xấu nữa, nó ở một dạng khác và sau này ta sẽ gặp. Thì hãy mặc kệ cái kết quả và ta quyết định làm cái gì ngay lúc đó mới là cái quan trọng. Nếu ta đủ sáng suốt, ta sẽ không gây ra những cái nhân xấu nữa. Thì để làm sao mà không gây ra những nhân xấu thì ta phải chấp nhận cái kết quả trước đã, rồi quyết định mình nên làm cái gì lúc đó. Cái điều đầu tiên ấy, là chúng ta phải chấp nhận kết quả, bởi vì nó không thể khác được. Như lúc nãy đấy, bạn chấp nhận rằng bạn đau bụng và bạn tìm nguyên nhân gây ra đau bụng. Và bạn dùng những cái phương pháp cho hết cái đau bụng, những phương pháp tích cực đấy. Chứ bạn có than vãn đâu, bạn có giận dữ đâu, bạn có đổ lỗi cho ai đó đâu. Vậy thì nếu kết quả nào đó không như ý xảy ra trong đời bạn, chấp nhận nó giống như là bạn bị đau bụng. Sau đó bình tĩnh xem mình nên làm gì lúc đó. Thà rằng chậm một tí nhưng đưa ra quyết định đúng, còn hơn là vội vàng mà quyết định sai. Thì cái luật nhân quả nó là như vậy đấy bạn ạ. Qua cái ví dụ về một người tự nhiên đau bụng, đột nhiên đau bụng và áp dụng cái ví dụ đó vào các vấn đề của chúng ta đang xảy ra trong đời sống mà chúng ta không hài lòng, để chúng ta quyết định theo những cái nhân gì, tức là làm gì để giúp cho cuộc sống sau này của chúng ta là ngày một tốt hơn. Nó không ngay lập tức bạn ạ. Bạn bị đau bụng nó cũng mất một thời gian nào đó. Đấy, đi hết cái phân đó ra hay là bạn uống thuốc. Đấy, sau một thời gian. Thế còn những cái kia nó lớn hơn, nó dài hơn, thì mất thời gian dài hơn thì cuộc sống của chúng ta sẽ được thay đổi tốt hơn. Tức là phải kiểm soát tất cả mọi hành động của chúng ta ngay lúc này. Ngay lúc này. Bởi vì ngay lúc này là chúng ta đang gieo một cái gì đó. Nếu như bây giờ chúng ta gieo những nhân tốt thì chắc chắn chúng ta sẽ có một rừng cây tốt. Cứ tích cực gieo, tránh gieo những nhân xấu. Qua cái ví dụ này, tôi sẽ mong rằng các bạn sẽ áp dụng cái luật nhân quả này vào cuộc sống.
để cho cuộc sống của chúng ta ngày một tốt hơn. Một chúc bạn và gia đình được bình an và hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã theo dõi.